Rồi, phía đây chào mấy bác nha. Bên em vừa nhập một con giá cực sốc Mitsubishi D2006 nha. Một con giá cực sốc. Mấy bác coi cho đón coi kỹ video của em rồi em báo giá sau video á. Coi cho kỹ càng. Một con Mitsubishi D2006. Cực đẹp nha. Xe giá cực kỳ rẻ luôn chứ không phải là rẻ nữa. Mấy bác coi này. Chưa dọn nha. Bên em chưa dọn. Đó, con xanh lè. Xịt ra phát sạch tưng. Đang đưa nó vô đây để dọn dẹp đây. Đó. Đang đưa vô đây để dọn dẹp nha. Lốp gần như là mới luôn nha. Lốp trước là gần như là mới luôn, mới tinh luôn. Đây mấy bác có thể coi thông số lốp của em nó là 5-15. Con này gần như là lốp mới luôn. Chưa dọn nha, xe chưa dọn mà mấy bác nhìn cái xe nó đẹp như này đây. Cái logo nó mất miếng. Bên em thì chắc là không có logo này rồi, mấy bác thông cảm, nó không quan trọng lắm. Còn nó cực kỳ đẹp. Một con Mitsubishi D2006 giá cực sốc. Giá rẻ tụt quần. Những cái tem thông số đây còn nguyên bản luôn này. Mới nhập về luôn nha, là đưa ra đây. Còn đâu bây giờ mà em xịt ra một phát là nó xanh lè luôn. Bao mấy bác những cái này này. Nó còn xanh lè luôn á. Chẳng qua nó bám đất, bám bùn, bám này bám nọ lung tung. Thì nó về đây nó còn mới keng thôi. Đây những cái trục này này. Nó chỉ cần rửa ra một phát thôi. Đây mấy bác có thể nhìn em cào ra này. Nó mới tinh. Đấy. Thì mấy bác biết là những cái lốc này nó còn mới đến cỡ nào. Em muốn bán là khi nó chưa rửa luôn. Để mấy bác coi chất lượng của một con xe khi mà từ Nhật về nha. Đồ này thì nồi đồng cối đá. Nồi đồng cối đá cực kỳ luôn nha. Đồ rất là mập, đồ tha hồ mấy bác sử dụng. Ghế còn đẹp luôn. Xi nhan. Xi nhan. Có một cái đèn sau luôn. Đấy. Tay kiếm của nó còn tăng luôn nha. Ồ, tay kiếm này tuyệt vời luôn này. Tay kiếm còn rất là nhẹ nhàng. Gai này. Đấy. Gai nó đây. Thấy chưa? Rất là đẹp. Con Mitsubishi. Giá rẻ tụt quần nha. Đùi nó này, còn bám đất này. Đùi còn bám đất nha. Chưa xịt. Ốc ếch chưa có một dấu bung. Ui, rin như này mấy bác mua như này mới chất lượng này. Để coi phát là được là bốc luôn. Giá rất là rẻ. Đây ốc chưa có dấu bung. Đây mấy bác coi qua tình trạng cầu bên đây. Đấy, sạch sẽ. Có móc cái hậu. Có kiếm. Có cái thùng đồ đây luôn. Biết có gì trong không? Đồ ốc. Thùng đồ dơ có ốc trong. Rất là đẹp nha mấy bác nha. Lại giá rất là rẻ. Lốp sau mòn thôi. Chưa nứt nẻ. Nguyên rinh của Nhật luôn. Lốp sau còn bóng lừ luôn nha. Mòn nha. Nói trước là lốp mòn. Mười một chấm hai trừ hai bốn. Bên Nhật họ quét thành màu này nghe mấy bác nha. Đừng nghĩ bên em rảnh mà đi quét cái này, không có đâu. Họ quét màu xanh. Bốn cái mâm họ quét màu này luôn ạ. Bên Nhật họ chơi kiểu đó lắm. Phía trong đây vẫn còn màu rin này. Đấy. Nhưng mà phía ngoài đây họ quét như kiểu họ chống rỉ á. Bên mâm này vậy chứ còn rất là đẹp. Đây mấy bác có thể coi này. Họ quét lung tung lên chứ không phải bên em quét vậy đâu nha. Nguyên rinh của Nhật á, Nhật người Nhật họ hay quét vậy lắm. Bên em nhập khẩu về liên tục em biết thường là hay bị quẹt như này này. Sơn rinh của Nhật luôn á. Có nghĩa là sơn này của người Nhật họ quẹt chứ không phải người Việt mình quẹt. Hôm nào gặp như này rất là nhiều. Những bác bán xe bãi là sẽ biết. Còn những bác mà
không bán xe bãi thì không biết cái như thế này đâu. Đó là nói thiệt sự, họ quẹt đúng cái mâm luôn nha. Đến bao mấy bác mâm còn rất là đẹp. Mâm còn rất là đẹp, yên tâm. Đấy. Cầm. Con này thì chất lượng miễn bàn, mấy bác yên tâm về chất lượng của em nữa. Máy móc chốc nữa nó la lên cái à, mấy bác nghe tiếng máy à, mấy bác phải ghiền luôn. Máy móc bao rin nha, bên em bao rin con này, bao rin nha. Nước vừa nãy bọn em xịt cái xe bên cạnh nó văng nó lung tung hết này, dưới vũng nước mà. Rồi ở đây này, rồi con này để giao cho khách này, nó văng lên. Có mixer, máy con này thì miễn bàn, nguyên rin nha, chưa bung con ốc nào hết. Đó. Đây mấy bác thấy chưa, ốc này. Nói chung là tuyệt đẹp. Heo con này chất lượng miễn bàn, rất là rẻ, miễn bàn luôn. Thôi heo nó này, đẹp chưa, rất là đẹp luôn mà cái chất lượng đấy. Đây heo bẹp, cái phần trên đây là nó bằng nhôm, đây là nó nóng lên là nó chóc đây, hoặc là xịt nước xịt đồ lung tung, bên Nhật là nó chóc sẵn rồi. Đó, cái con bao mấy bác cũng chưa đụng đến đâu. Đây mấy bác có thể coi ốc này, nguyên rinh bên Nhật nó về là nó chóc như vậy nha, chứ bên em cũng chẳng đụng chạm nhau mà kêu nó chóc. Đây những con ốc này chưa hề đụng chạm gì. Đây mấy bác có thể coi này, nguyên rinh luôn á, con này chưa đụng một cái gì hết. Máy móc bao ok, lọc gió đúng là lọc gió nó nằm bên đây đấy, khét nước chưa ship một cái cánh nào hết nha. Đây không biết nó còn chạy nước xanh không, đủ nó đen thui lui luôn, nước dơ lắm nha, bên em sẽ xúc lại cho mấy bác. Japan một con xe rất là đẹp nha mấy bác nha. Rất là đẹp, nói chung là rất là tuyệt vời. Bây giờ cái cọc bình của nó thì nó hơi bé nên là em rất khó test lên, để em nhờ đồng đội em test nó lên. Rất là đẹp nha, chúng rất là đẹp, yên tâm. Đây 2006. Đây nghe mấy bác nha, em cũng kẹp đại sơ qua mấy cọc bình thôi, rồi em sẽ test lên cho mấy bác coi chất lượng của con máy này. Đấy. Con này đặc biệt chạy rất là ít giờ nghe mấy bác nha, mới có hơn 600 giờ thôi. Động cơ êm ru. Kẹp sơ đây này, mà nó cũng nổ này. Thì cái kẹp sơ như thế này đây này. Đó, lấy ra phát là rớt luôn, thấy không? Mà nó vẫn nổ. Rất là đỉnh.
Đó, kẹp sơ như này, dây mát bị kẹp vậy. Bên đây này, bên đây chỉ kẹp sơ này thôi này. Đó, vậy mà nổ đó. Mấy bác biết là chất lượng của cái máy này rất là đỉnh nhá. Tuyệt vời. Cho một con máy xu nha. Máy em ru. Đây. Đây. Đấy. Dạ. Không có xu hơi nào đâu các bác nha. Dạ. Máy đỉnh nha. Không có một tí hơi nào luôn nha. Máy nắp còn sạch tưng. Rồi. Bít gà lên cho mấy bác nghe. Rồi tắt nha. Rồi con này bên em đang ra với giá là 36 triệu nha mấy bác nha. Được alo bán cho một giá một là rồi, được thể đông. Rồi con Mitsu để 2006 rất là VIP. Giá quá hút ý. Đang làm video. Rồi một lần nữa cảm ơn mấy bác coi video em nha. Rồi một con Mitsu D 2006 quá VIP nha, giá trục quần. Rồi cảm ơn mấy bác.